cắm 52 cho cái cây gốc, cái gốc dưới này cho nó vừa đây là sẽ lọc keo. Cảnh mặt quá ở trên YouTube đã có bác nào làm kiểu này chưa?
luôn. Gốc này là nhổ trên Hòa Bình về để trồng bonsai như là từ năm ngoái, được năm rồi bon chẳng thấy đâu, chết chết to như thế này, cho nó vào bể cá. Đây là chúng ta là trung du cũng nhiều nơi phết, gốc tích ở Hòa Bình đem xuống Hà Nội à, dâng được mấy hôm một cuối tuần lên về Phú Thọ à, xong cũng là con người thì là con người Hà Nội à. Trên Hòa Bình vừa nhặt được cái tuần trước cũng cho tấm keo rồi.
keo này, nó phải cho nước con nhuốm là tự nổi lên nó bị giảm đi. Sim. Sau khi gắn